Sau khi tin tức về việc nam tài tử Lee Jun Ki hẹn hò với bạn diễn của mình là nữ diễn viên Chun Hee Bin bị phanh phui, đã có không ít những lùm xùm xảy ra xoay quanh câu chuyện tưởng chừng như chỉ liên quan đến hai người này. Cụ thể, Lee Jun Ki đã nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng Hàn Quốc bởi họ cho rằng anh đang diễn quá sâu khi tỏ ra mình còn độc thân và yêu thích Park Min Young mặc dù đã có bạn gái trong chương trình My Is Candy 2. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi một số netizen Hàn đưa ra bình luận ác ý. Càng nghĩ tôi càng thấy anh ấy không nên tiếp tục xuất hiện trên My Is Candy nữa. My Is Candy thật là vĩ đại, họ đã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo thế cơ mà. Đúng thật là giải trí thì sẽ luôn chỉ là giải trí mà thôi. Với tư cách là một fan của Lee Jun Ki, tôi thấy rằng anh ấy nên rời khỏi chương trình này. Nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy thật có lỗi với người mình yêu. Đứng trước sự việc này, mới đây, Lee Jun Ki đã viết tâm thư xin lỗi trên fanpage cá nhân. Trong thư, anh gửi lời xin lỗi chân thành đến các fan vì đã công khai chuyện hẹn hò quá muộn màng. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả yêu thích My Is Candy 2 vì chuyện cá nhân đã làm ảnh hưởng đến chương trình. Bức thư của nam diễn viên có nội dung như sau. Gửi đến gia đình yêu dấu của tôi. Tôi là Lee Jun Ki. Trái tim tôi hiện tại đang cảm thấy rất nặng nề khi nghĩ rằng mọi người đã bị sốc và cảm thấy bối rối như thế nào trước tình huống bất ngờ này. Mặc dù biết là đã quá trễ, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến các bạn lời xin lỗi cũng như chia sẻ về những cảm xúc chân thành của tôi đến với các bạn. Tôi đã có những cảm xúc khác lạ sau khi gặp và được tiếp xúc với cô ấy trong lần hợp tác của chúng tôi. Và tôi cần có thời gian để suy nghĩ chín chắn về những tình cảm của mình. Chun Hee Bin là một cô gái ấm áp và xinh đẹp. Cô ấy cũng là người rất hiểu tôi và luôn khiến cho tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh. Bởi vì chúng tôi luôn kín đáo trong việc hẹn hò, nên tôi đã không biết nên nói cho các bạn nghe như thế nào. Mặc dù tôi muốn lựa chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện này cho gia đình, nhưng tôi đã không ngờ rằng mọi việc không diễn ra như tôi mong muốn. Điều này đã khiến trái tim tôi bị tổn thương rất nhiều. Tôi vô cùng xin lỗi và cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh động viên tôi. Về hành động của tôi trên chương trình thực tế gần đây, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm rất nhiều trong chuyện này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các fan và khán giả, những người đã dành tình cảm cho tôi cũng như ủng hộ tôi trong chương trình. Trong tương lai, tôi muốn cố gắng hết sức có thể để đền đáp lại những tình cảm, sự ủng hộ mà các bạn dành cho tôi, cũng như tôi mong muốn sẽ được chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi hy vọng rằng các bạn không cảm thấy buồn và mệt mỏi vì tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và mỗi ngày luôn ngập tràn niềm vui. Cảm ơn các bạn. Lee Jun Ki đã gặp gỡ và quen bạn gái Chun Hee Bin sau khi cùng tham gia bộ phim Tay Súng Chosun năm 2014. Cặp đôi đã lên tiếng xác nhận hẹn hò vào ngày 4 tháng 4 vừa qua sau 2 năm phủ nhận hết tin đồn này đến tin đồn khác về mối quan hệ của hai người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.